Hôm nay Vườn Ươm Hải Đăng sẽ giới thiệu với các bạn một cây thuốc rất là dễ trồng, dễ chăm và cũng dễ dùng nữa. Đó chính là cây mật gấu. Thì cây mật gấu còn có tên khác là cây hoàng liên uzo hay là cây mã rồ. Đây là một loại cây mang nhiều tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Thường thì cây này thường mọc hoang nhiều các tỉnh ở vùng núi ở phía Bắc, có khí hậu mát mẻ như là Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Và đây chính là chậu cây mật gấu ở bên mình. Một cái bầu cây như này thì bên mình trồng từ 4 đến 5 cây, rất là tươi tốt. Với chiều cao của chúng thì chúng phải đạt gần 1 mét rồi. Với cái bầu cây mật gấu này thì các bạn có thể về và dùng được luôn. Để chăm sóc thì các bạn chỉ cần tưới nước ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Có một lưu ý là cây mật gấu thì rất là ưa ẩm nên các bạn đừng quên tưới nước là được. Mật gấu thì có rất nhiều tác dụng, thế nhưng nổi trội là có hai tác dụng chính thì mình sẽ giới thiệu với các bạn. Thứ nhất là dùng để chữa ho. Thì các bạn chỉ cần nhai 1 đến 2 lá trước khi đi ngủ vào ban đêm và sáng sớm thì các bạn sẽ thấy giảm các triệu chứng ho, đau họng rất là nhanh. Và cái tác dụng thứ hai nó có là tác dụng điều trị bệnh xương khớp. Thì các bạn có thể dùng cây mật gấu rửa sạch sau đó đem thái nhỏ, phơi khô. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng thân cây này ngâm rượu và chờ đến khi rượu chuyển màu vàng. Chúng ta sẽ dùng uống một lượng nhỏ này mỗi ngày. Thì cái bệnh xương khớp sẽ giảm rất là nhanh. Thì trên đây Vườn Ươm Hải Đăng vừa giới thiệu với các bạn về cái đặc điểm của cây mật gấu cũng như là tác dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong mọi video tiếp theo. Xin chào.